Thưa mọi người, là trên sân khấu hôm nay là xuất hiện một cái có một chiếc xe đạp. Và chiếc xe đạp này thưa với mọi người là đó là một cái gì vậy? Thì 36 năm về trước là mà lúc đấy là vợ chồng tôi cưới nhau là không có xe để đưa đón. Thì ông bà ngoại có cho mượn cái xe đạp này để tôi đón con về nhà. Thì tôi đã giữ gìn cái xe này 36 năm. Ngày hôm nay là cháu Nam cũng thực hiện cái ý nguyện của vợ chồng tôi là nối nghiệp, nối tiếp sự nghiệp của bố. Thì chúng ta lấy xe đạp này để đón cháu đâu. Tôi có dặn với cháu là một điều là con ạ, cuộc đời mình cứ dù có đi xe thì đi chăng nữa, nếu mình đi mà mình cứ từ từ mình đi xe thì mà mình đi cho đúng con đường mình chọn thì mình sẽ thành công. Và đến ngày hôm nay rất hạnh phúc khi được đứng ở đây và có các con và có được đón nhận một cô con dâu rất là tuyệt vời. Hôm nay là ba sẽ trao cho con chiếc xe đạp này là một món quà, một kỷ niệm để con và Thu Hà sẽ sau này đèo trên xe này là cả một cái sự thành công hơn ba mẹ mong muốn gì đấy và mong các con đón nhận ạ. Nếu ta cùng xoay la la la, xoay theo điệu vang, xoay cha cha cha, ta da đi da, ta da da đi da. Bữa nay cháu ra có chồng, cô cũng có gì cầu mong cho cháu rất hạnh phúc và gia đình nội ngoại hai bên và ba mẹ anh chị em trong nhà phải thương cháu thì cô cảm ơn. Cho con luôn luôn tỏa sáng, là những viên ngọc kim cương quý giá của hai họ, vô cùng biết ơn và tri ân. Rồi hai ba là chúc hạnh phúc. Chúc mừng hạnh phúc. Bảo mở hạnh phúc. Gửi lời chúc đến Hải Nam và Thu Hà ta hạnh phúc tấp nập viên mãn. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Chúc cậu mợ sớm sinh cháu nội cháu nội. Chúc chi thì chúc mỗi ngày đều hạnh phúc, đều vui vẻ và mọi sự bình yên. Dạ biết ơn. Các con sẽ sang một trang mới của cuộc sống. Chúc các con đoàn kết với nhau, sống vui vẻ với nhau và hạnh phúc trọn đời. Giờ thưa về anh Xui, ông Xui, nói như đã hẹn nước, thì đúng
dơ, thì họ nhà thầy là cũng xin sang xin họ nhà gái để làm cái lễ là coi đón dâu về để nhập gia tại gia quyến. Thay mặt bên bố của cháu Nam là chân thành cảm ơn cái sự nhiệt tình yêu thương của bà con bên ngoài, là đường xá rất là xa xôi mấy trăm cây số mà cũng tận tình ra đây để chúc phúc cho các cháu. Chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc và viên mãn, là những tình yêu thương và là những viên ngọc quý giá của hai bên gia đình. Ngày xưa 36 năm rồi, chỗ cái xe đạp đấy là tôi là chở vợ tôi về nhà. Khởi đầu từ một cái sự gian khó, nhưng mà đi trên cái xe đạp chúng ta cứ đi cho đúng đường là chúng ta sẽ tới thành công. Hạnh phúc của các cháu, đấy chính là hạnh phúc của hai bên gia đình, hai bên họ tộc. Con trai em là ngoài cái chuyện là quen được bé Hà, nó còn làm một cái điều rất là tuyệt vời, là thưa về là bà con chú bác ấy là không ai làm được như là cháu Nam ấy, là tình yêu của các bạn ấy là rời non lấp biển, bạn ấy đã đưa gành đá đĩa về đèo đá đéo của mình. Trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau mình nuôi. Hôm nay tôi cũng xin có ít món quà nhỏ mọn, tức là di chúc của ông ngoại, là để cho hai cháu. Dạ, con chúc cậu ở sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc lâu dài, mai sau phát tài, có quý tử cho con chơi. Lên tình cờ ngô thi miên, đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư. Nào thơm tay anh, mời em nhảy với anh. Con cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình ba mẹ, và cũng như là được gặp gia đình họ ngoại nhà mình và được cưới vợ con là Thu Hà về làm vợ. Sau này dù cho có giàu sang hay nghèo hèn thì con cùng với lại vợ con ở đây tại giờ phút này là xin hứa với lại họ hàng hai bên rằng bọn con sẽ luôn nắm chặt tay nhau để đi cùng nhau đến cuối con đường. Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con trai đầu lòng. Chúc anh Nam và chị Hà sẽ có một buổi lễ diễn ra thiệt là suôn sẻ như ý muốn, và chúc cho hai anh chị sẽ sống cùng nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
leo trên ngọn đồi đón nắng sớm. Em có mang chiếc radio cùng bài nhé, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói. Nhà với anh không, đừng lặng im như thế. Trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Em lấy anh không, có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh xây đủ lớn để dù thương đau, ta vẫn có nhau. Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Đừng lặng im như thế, hãy nhìn anh đi và nói anh rất yêu anh.